Bây giờ chúng ta sẽ có một cái chủ đề, đó là cuộc chiến bông mai vàng. Wow. Đội nào có nhiều bông mai vàng ở thành tích cá nhân thì có một phần quà bằng hiện kim vô cùng lớn ở cuối chương trình. Ai là người có độ tuổi dưới 30? Ủa nói gì dài vậy? Hai đứa đứng yên. Dài vậy? Hai đứa đứng yên, hai đứa ngồi lại. Ủa? Vừa rồi ta nghe đâu nói là con có tình ý với một ai đó. Con làm gì vậy? Ta thử hết rồi con nghe tiếng súng hay không? Anh có thù với mình thì sao? Ghê á, đã biết ngay từ đầu quỳ là bắn mà còn ráng thử nữa. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một phần mà chúng ta đã xem phần 1 rồi. Bây giờ là phần 2 của Quýt làm cam chịu. Và đây là những hành động cấm và từ khóa cấm. Đứng giữa, chạy. Từ khóa cấm là con, tên động vật. Vâng, xin được cảm ơn phần thi vừa rồi của một thí sinh vô cùng tài năng của chúng ta. Đó chính là bạn Lê Dương Bảo Lâm đến từ Đồng Nai. Và xin được nhắc lại, vì đây là đêm chung kết một cuộc thi, chọn ra được một đầu bếp tài năng đại diện cho Việt Nam thi một cuộc thi lớn ở quốc tế. Và ngoài ra chúng ta còn có một phần thưởng vô cùng giá trị dành cho thí sinh thắng cuộc ngày hôm nay. Đó là cuộc thi Hương vị ẩm thực ba miền. Và sau đây, Thúy Ngân xin được mời thí sinh cuối cùng. Con ra rồi, vô giữa rồi. Rồi, anh ơi. Đó chính là Hiếu Thứ Hai. Rồi, đây, đoạn anh em mình gọi là rồi, 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 ở ngoài thôi, Hiếu ơi. Hiếu ơi, Hiếu ơi, đừng chạy, đừng chạy. À, dạ chị ơi, đợi đợi em xíu nha. Em dặn dò hả người yêu em. Đừng chạy, đừng vô giữa Hiếu, đừng vô giữa Hiếu ơi, đừng vô giữa em ơi, đừng. Nè nè, bây giờ anh phải ráng lên nha, chung kết rồi đó. À, anh phải cố gắng lên, anh phải thành công cái cuộc thi này thì ba mẹ mới cho mình lấy nhau. Con nó đang chờ anh. Hả? Có con luôn rồi. Trời ơi. Sao gặp Hiếu phải có con quá. Anh sẽ gì em? Đi vô. Đừng có già nha em ơi. Em thấy là đi rồi đó. Ở giữa rồi kìa. Kìa. À, bạn có thể giới thiệu cho tất cả mọi người được biết tên, quê quán cũng như là... Hiếu ơi! Hiếu ơi! Hiếu! Cố lên! Em bị lo lắng gì sao? Đâu đừng tại... lo lắng, đừng lo lắng. Hiếu nè ra! Ở đây hiện tại bên kia đang xây dựng thôi. Và những động đừng có quan tâm, hãy tập trung vào. Em ạ. À, bạn có thể giới thiệu cho họ. Đi đâu vậy? Ủa bạn đi đâu vậy? Hiếu ơi! Anh đi đâu vậy? Em tên là... Giọng em lớn lắm, giọng em lớn lắm. Rồi nói không cần micro. Wow. Cố lên, nè, tập trung vào. Anh nghĩ rằng đây là cuộc thi rất là khó khăn và anh sẽ khắt khe, anh không có nương tay đâu. Cho nên á, anh nghĩ phải tập trung, đừng có quan tâm gì bên ngoài hết. Hãy làm, hãy làm. Quý vị khán giả ở đây đều rất là ủng hộ cho Hiếu và thấy Hiếu là một người vô cùng gọi là Em đi vô đi, em đi về đi. Đi về đi. Vô cùng trẻ tuổi và tài năng của cuộc thi thì Hiếu có thể phát hiện biểu không? Em sẽ cố gắng hết sức. Tại vì em đi về đi, không sao đâu. Đi về đi, thì cố gắng hết sức ạ. Mời em trình diện, mời em trình diện. Trời ơi. Trời ơi! Bây giờ hai anh chị ra ngoài chỗ cho em làm việc được không? Nhận ra rồi, đây. Chúng ta phải đứng để lấy hình ảnh. Là MC, còn đây là ban giám khảo. Mời hãy tôn trọng ekip đoàn. Mời em vào đây làm ngay đi. Không, vậy em nấu rồi, đứng này cũng được. Không, biết rồi. Xin lỗi anh đã là... Tôi là cha của Ngọc. Bữa nay nghe nói là chồng sắp cưới của Ngọc nấu bếp.
à. Nên là tôi vô đây hỗ trợ cho cháu đó. À, Ngọc là vợ của Hiếu à? À, Ngọc là vợ của Hiếu, là con gái ruột tôi nè. À, rồi, xin mời, xin mời. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là má của Hiếu. À, tôi tới đây để phụ con trai tôi. Dạ mẹ. Con trai làm mẹ làm cái món dịch. Món gì? Con đi đâu vậy Hiếu? Đâu đây đi con. Để quay hình là cái máy quay phim của phải đứng chính giữa đó con. Rồi nè, bây giờ nè. Tới đây. Ép quá. À, bây giờ xin mời hai cô chú có thể đứng qua một bên để cho thí sinh vô trong làm giùm mời cho con ạ. Vô trong đi con. Phần thi ạ. Mẹ tới mẹ phụ con hả mẹ? Mẹ tới mẹ phụ con nè. Vậy mẹ làm giùm con đi. Ủa? Quay thi hả mẹ thi? Thì bây giờ mẹ xử lý bước đó trước, cứ con là đầu bếp thôi. Mọi người chuẩn bị xong chưa ạ? Xong rồi. Thời gian xin được phép được bắt đầu. Vô làm lẹ lẹ con ơi. Bây giờ là làm món gì trước, làm món gì trước để thực hiện phần thi của mình. Mời Hiếu. Hôm bữa là mình đăng ký món dịch hấp chấm mắm gừng. Bây giờ là mẹ vô mẹ làm thịt con vịt nha. Dạ mẹ làm thịt con vịt đi. Đi. Con ơi, nhìn trong này coi có bao nhiêu con thích làm con gì con bắt con đó đi. Con thích con cá đi. Con cá. Con thích con gì? Con ếch. Bây giờ hỏi lại là con thích con gì lẹ đi chứ bây giờ hết giờ rồi. Sao tự nhiên con thích con gì con định lấy cái con đó là có ông bà. Con thích con gì? Dạ cháu thích cháu à? Ờ dạ, hay thế. Cháu mới nhớ ra cháu là người Bắc. Ồ hay đấy. Dạ. Cháu lấy con ếch nhé. Ờ. Thôi cháu lấy con gái bác thì con Hiếu ơi ở giữa kìa. Lấy con gái bác. Hiếu. Lấy con hết nữa. Mẹ sơ chế dịch xong rồi nè Hiếu. Sao mẹ làm nhanh vậy? Mẹ làm lẹ lẹ chứ để hết thời gian. Rồi bây giờ mẹ làm giùm con Con? Trời ơi mình lâu lâu mới có dịp lên truyền hình, con phải đứng chính giữa chứ để chào bà con cô bác rồi đi con. Hôm nay là ngày của mẹ. Hôm nay là ngày của mẹ. Bây giờ mẹ đứng ở đây đi. Con thi mà. Chị à, tôi nghĩ rằng cháu đó cũng đang hơi băn khoăn, hơi run. Thôi mình có thể để cho cháu tự làm. Thôi chị Xui ơi, qua đây đi chị Xui. Qua cho cháu làm đi. Bạn có 30 phút để thực hiện. Xin mời. Bạn có thể vừa làm vừa trình bày cái món của bạn đang muốn thực hiện được không ạ? À, cho đem mấy người 50 rồi đừng bắn nữa. Đây chúng ta sẽ có một món dịch. Đó là món đầu tiên. Món dịch. Trời ơi. Nhưng mà đây là con gì vậy? Hai món này là hai món còn lại đúng không Hiếu? Con trình bày đi Hiếu. Đâu đáng lý hôm nay con lên con phải làm chứ tôi còn đừng có nói không à. Trời ơi. Trời ơi, đừng có. Anh em đang sốt hết rồi. Đó là con gì và bạn sẽ làm món gì? Đây là tiếng Anh gọi là fish. Yeah. Fish là gì? Ở đây là khán giả Việt Nam không mà mọi người. Hay giỏi. Đâu chị làm MC chị phải dịch chứ. Đúng rồi, con tự tin lên coi Hiếu ở nhà con nấu ăn giỏi lắm mà. Đây là con gì vậy? Là con gì? Con nói vợ con thích lắm. Vợ con thích nó sợ. Vợ con dạ? Thích lắm. Vợ ơi. Hiếu, con nói con gì Hiếu? Lại cầm giới thiệu giùm anh. Tôi lại học sợ con đó lắm. Cái này chị sợ. Dậy đi. Bây giờ em vô đi. Bây giờ em là bầu bì mà em đi đó, đi đứng tập vòng vòng. Hiếu ơi, sắp hết thời gian rồi Hiếu. Nói vô để nấu đi anh ơi. Có thua ai đâu, đối thủ mình là đội viên của Lâm mà. Mẹ muốn con ăn thiệt là nhau. Xin nhắc lại giải thưởng vua đầu bếp 1 tỷ. 1 tỷ lần Hiếu ơi. Gia đình mình đang mắc nợ dữ lắm Hiếu. Thôi được rồi, nếu mà thiếu nợ gì làm ăn thì chị yên tâm đi. Để tôi sẽ lo cho. Trời nó ơi. Nấu xong luôn rồi nè Hiếu. Trời ơi, cái này nó bay dữ vậy. Trời ơi, trong 30 giây thôi mà Hiếu đã làm được một điều kỳ diệu. Hay quá. Vậy. Rất nhiều món ăn ngon. Yeah. Nhưng mà quan trọng là ai là người thử những món ăn này ạ? À Hiếu ơi. Phải giới thiệu chứ. Tôi là giám khảo. À. Con giới thiệu với mọi người đây là món gì, rồi chủ đề gì, ý nghĩa của từng món. Con có nhớ là mấy món này hồi nhỏ má nấu má cho con ăn không Hiếu? À, trời ơi. Mọi người ơi, mọi người giãn Hiếu ra đi. Rồi, Hiếu nói đi con. À, cho Hiếu một xíu đi.
Này là món vịt. Vịt làm gì? Vịt làm thịt. Vịt làm thịt. Vịt thì mình ăn với lại nước mắm gừng, ớt gừng Kỳ Sơn. Để tôi thử. Mắm gừng đâu em? Mắm gừng đâu cô? Đây đúng không? Mắm gừng Kỳ Sơn. Hiểu con mắm lên đây coi. Món thứ hai là gì ạ? Giờ là xong rồi đó, ba giám khảo chấm đi. Dạ, món này là món gì? Đây là món ớt. Ăn với lại mắm me đi. Ớt ăn với mắm me. Ớt me ba miền ngon lắm, tuyệt vời. Wow. Vậy sao? Để tôi thử nha. Mắm me ba miền Nam Bộ. Mắm me ba miền. Sao chú? Con tôi nấu được không cảm chú? Cảm giác như thế nào vậy ba giám khảo? Không nghĩ là ớt mà ăn với mắm me lại ngon dữ vậy luôn á. Trời ơi, sao mà nghĩ được? Chua chua ngọt ngọt. Xứng đáng thắng, xứng đáng thắng. Wow, món gì cuối? Món cuối là món gì? Món này là cá. Cá ăn với lại vẫn còn nóng nha, bên trong vẫn mềm. Ăn với mắm tỏi đúng ăn không? Với cái nào cũng ngon. Trời ơi, tỏi gì mà thơm như vậy? Vợ con Lý nó Sơn. Ốm nghén. Tỏi Lý Sơn. Tôi nói cái vợ con nó ốm nghén, nó đòi ăn miếng cá kìa. Con đem tới cho vợ con ăn, tội nghiệp nó bầu bì. Thôi, để vợ ăn ếch đi. Chết cạnh đi, đau đớn quá. Giải thoát cho tôi đi. Lên mừng chồng con kìa. Cái gì vậy con? Cái gì vậy? Em chúc mừng chồng. Ủa, chúng tôi chưa công bố ai thắng giải hết. Mới đang bàn với nhau thôi. Mới đang bàn luận với nhau. Dạ dạ dạ. Thật ra thì chúng tôi chọn những người vừa tài năng mà phải vừa tình cảm, tình nghĩa nữa. Không không. Bây giờ nếu vậy thì tôi sẽ cho Hiếu một cơ hội. Bạn nấu quá ngon, nhưng mà bạn phải thể hiện tình cảm gia đình của bạn đi. Bạn phải nói một cái gì đó. Nói chung là đây là tình cảm của con dành cho vợ con đúng không Hiếu? Dạ đúng, dạ đúng. Tất cả những món ăn này anh làm là vì em. Đó, né chữ con đi. Vì mẹ. Và vì đứa con, vì đứa con. Đúng rồi. Con nữa. Mới nói xong né được. Anh khen sớm quá. Giống như là vậy nè, sau khi ăn vịt, nhìn mặt vợ con thì sao? Ăn vịt xong là mình nhìn vợ mình cảm thấy giống như là nhà vô địch. Sau khi ăn ớt, nhìn tướng vợ con sao? Cô ấy nhỏ này. Sau khi ăn ớt thì nhìn vợ con. Trời ơi. Trời ơi. Em ấy Con ớt. Sau khi ăn cá, nhìn vợ con sao? Sao? Sau khi ăn cá thì nhìn. Trời ơi. Sau khi ăn cá thì nhìn. Trời ơi, đừng có nói con cá, con này con kia đau đớn quá cuộc đời rồi. Sau khi ăn thì sao? Muốn đá tôi hả? Không yêu quá, không yêu quá. Xuất sắc quá vậy ơi, xin chàng pháo tay. Đứng đáng. Đứng đáng, đương kim vô địch ngày hôm nay, đó chính là Hiếu Thứ Ba. Rồi, sáu bài. Cho bên kia xuống đi, Cuối cùng thì cũng có ngày anh Giang phải chịu những cảnh như thế này. Đúng rồi. Nhưng mà lần đầu tiên á, mà hả chị thấy một người đến đây cương quyết bảo vệ đồng đội của mình đến như vậy. Chỉ duy nhất một mình em thôi. Ủa? Chứ không lẽ không có dễ? Người ta là bỏ cuộc giữa chừng rồi. Vậy hả? Đúng rồi. Ta mặc kệ luôn á. Trời ơi, anh Huy ơi, đồng đội lần lượt. Trời ơi, Huy ơi, trời ơi. Tôi thấy là dù là chúng tôi bị bắn nhiều lần
mà vẫn rất tự hào về Hiếu. Đúng, luôn bảo vệ chúng tôi. Khó quá. Nhưng mà anh Giang, Hiếu là rất thông minh nha, mới đầu vô là đã phát hiện ra rồi. Hiếu biết là hành động nào bị cấm, từ khóa nào bị cấm. Đầu tiên là đứng giữa hai người nè. Đúng, đúng rồi. Đứng giữa hai người bị cấm nè. Rồi là từ cá là bị con vật. Tất cả các con vật là bị cấm. Rồi từ gì nữa? Con. Đúng rồi. Đúng rồi, hay. Biết hết nhưng mà nó vẫn tham gia. Bởi vì nếu nó không tham gia, nó cố tình bỏ ra ngoài thì còn kịch đâu cho quý vị xem. Rồi, hay quá. Như vậy là đội Hai Ngày Một Đêm 28 lần phạm vào hành động diễn bị cấm. Và đội Bảy Đường Quy Xuân 26 lần. Wow. 2 lần thôi. Trời, tôi bị trừ hết 5 điểm rồi. Lêu lêu. Lêu không? Lêu không? Lêu không? Lêu không? Lêu lêu không? Lêu không? Và bây giờ là phần tiếp theo của Bảy Nụ Cười Xuân. Đây là trò chơi thứ 5 của Bảy Nụ Cười Xuân. Tôi xin thông báo, tới thời điểm này số lượng hoa mai vàng của các bạn như sau. Trong top những người mà ở cuối hết ba mẹ con mình rồi. Trời ơi, quá tuyệt vời. Trên lệch quá. Bây giờ mình chơi cái vòng này cho Lâm vô rút 4 người ở dưới đánh lên là ngon luôn. Thiệt, em thua nữa là ngon luôn. Đội sổ cái đàn. Wow. Chia đội cho đều anh. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta có hội chợ xuân. Hội chợ xuân này có những trò chơi như sau. Wow. Không biết những wow á. Khoan mà nãy giờ em thấy chưa có bầu lại ban mai từ từ. Đúng rồi, phải bầu lại. Tại vì trò quýt cam mới liên quan tới diễn kịch nữa. Cho nên thôi mình để qua trò này mình bầu luôn. Đúng. Này liên quan trò chơi. Thứ nhất là tài năng, thứ hai là may mắn. Bây giờ chúng ta cũng như cũ, luật bầu như cũ và thể lệ như cũ. Mời. Bây giờ đã bầu như vậy rồi thì thôi. Có điểm rồi. Ai ghi tên người đó đi. Hội trưởng hội mai vàng có hai quyền. Đó là quyền đổi phần thua mình cho người khác và nhân đôi kết quả ở cái vòng nào đó mình chọn. Cho nên lỡ mình kiếm được 5 bông mà mình nhân đôi thành 10 bông nữa nó cũng ngon lắm á. Thôi viết tên mình đi cho nó chắc. Trời, em lập lên một cuốn luôn hả? Không phải, sao Lâm đầu tư dữ vậy? Lâm máy sâu. Từ từ anh ơi. Đưa anh gấp trước cho. Không. Để em gấp từ em làm. Giả bóc cho anh, cho khán giả bóc anh. Cho khán giả bóc. Đúng rồi. Trời, gái đeo kính. Quẩy thì bóc giùm cái con. Bóc chúng tên người nào là được đi ăn tối với người đó. Quẩy lên. Em ơi, nào chẹp từ từ. Ban giám khảo đã có kết quả. Và người được làm hội trưởng hội bông mai vàng đó chính là... Lan Ngọc. Ba phiếu hay. May mắn. Hay. Thấy mặt Giang quá trời. Đây. Gia đình nó chỉ dưới đó. Gia đình anh ơi. Anh Giang ở gia đình Giang. Đi mà đủ ba lớp theo sao cho vé nào cũng dính. Cuối gia đình chúng ta sẽ đọ bông mai thành tích cá nhân. Nên chúng ta phải hiểu rằng chúng ta muốn lên trên cao thì những người trên cao phải xuống thấp. Bây giờ hãy chọn. Có chọn quyền ở vòng này hay không? Hay đợi vòng sau. Nếu chọn thì chọn quyền nào? Chọn đi. Nhưng đôi đi. Hỏi được mấy người. Em hên mà. Kính thưa ban giám khảo. Trời ơi, tôi với lại thấy vừa mới có chức một cái là nói chuyện khác liền nha, không còn ổn nha. Ngày hôm nay với một chức danh vô cùng rạng rỡ như thế này, tôi xin phép được lựa chọn quyền nhân đôi số điểm. Rồi, đồng ý. Trong trò chơi này, nếu như Ngọc được 10 bông thì nhân đôi thành 20. 20 bông thì nhân đôi thành 40. Tổng với những gì mình đang có. Đúng vậy. Có gì nữa? Tất cả đã sẵn sàng chưa? Chơi. Hội chợ hoa xuân xin được phép bắt đầu. Yeah. sáu phiếu leo. Bây giờ trong hội chợ xuân
ngày hôm nay có nhiều trò chơi nhỏ. Dạ. Trò chơi đầu tiên là cuộc đua kỳ thú. Wow. Ngày hôm nay cuộc đua kỳ thú này sẽ có những con vật và chúng ta thì rất bất tiện khi đưa con vật lên trên sân khấu thật. Chúng ta sẽ bằng hình led, màn led và chơi con vật đua trên đó. Dĩ nhiên đây là công nghệ AI và nó sẽ hoàn toàn là do AI điều khiển, con người ở dưới này không biết điều khiển. Nên AI nó thích ai là chạy. MC sao gấp vậy? MC hỗ trợ mà. Chúng ta sẽ đưa 3 lần với 3 chủ đề về con vật. Bây giờ hội trưởng chọn con gì trong các con sau đây cho cuộc đua đầu tiên? Con cua, kỳ lân, chim bính cục, con vịt, siêu nhân, đồ vui nhộn. Siêu nhân, siêu nhân đi. Chọn con cua đi. Cua bò ngang. Hùng quá, có nghĩa là con cua là tất cả tụi mình là con cua hết. Giờ con cua Hiếu nè, con cua Lâm nè, vui lên hơn. Trời ơi, dễ gì cua được em. Con chim đi, con chim bánh cục đi. Đây. Dễ thương vậy. Ủa? Ủa? Con chim, tôi là con chim số 1. Ủa sao có hai con chim nhắm mắt vậy? Con cua về những con chim bánh cục. Con nào về đầu tiên thì người nắm giữ con chim đó sẽ là được hết tất cả bông mai vàng ở đây. Wow. Bây giờ các bạn muốn là vua, vua. Bây giờ các bạn muốn mọi người đặt bao nhiêu bông mai vàng? Hai bông. Hai bông. Tôi lớn vậy, tôi thấy hợp lý. Ủa? Em xin phép gửi hai bông. Hai bông. Thiếu hai bông, anh chơi hai bông. Rồi, đủ rồi. Đủ. Rồi, rồi, rồi. Lâu lắm rồi phải ngồi chơi kiểu này. Và bây giờ 3, 2, 1, cuộc đua bắt đầu. Kim lật lên Ủa hồi nãy chim ngọc với chim ngon không có chạy luôn là sao vậy? Hai con chim nó bị gì á? Bị... Ê, chim em nó bị vấn đề về thoái hóa khớp hay sao á? Rồi ai điều khiển này? Rồi ai điều khiển rồi sao biết? Chim anh tự nhiên bắt đầu đây. Chim anh bắt đầu như nè. Cái này ngày sau. Nó già đi đó. Mẹ có thấy con chim ở đâu? Con chim nó đang ngủ nè. Nghe kêu chạy đó. Chạy hả? Mới bắt đầu chạy đây không? Đúng rồi. Gần càng chạy càng cay. Ghê thiệt chứ. Chim làm bị dậy, chăng làm bị dạ luôn. Mới đầu sung lắm. Lát hồi thoát vị trí đệm. Tôi thấy hội xuân này có sự sắp đặt thôi. Mình rã hội xuân đi. Đi về nhà tự chơi. Bây giờ luật là thắng. Hãy chọn những con còn lại. Con cua, kỳ lân, con vịt, siêu nhân và đồ vui nhộn. Đồ vui nhộn. Đồ vui nhộn. Các bạn muốn ở lượt này chúng ta cược bao nhiêu bông mai? Em thấy là AI quá, mình cược một thôi. Một. Phải khôn ra, một thôi. Thôi hai đi anh. Đội trưởng muốn bao nhiêu? Năm. Nghỉ đi. Chơi lớn lên mọi người. Nào có thắng được nhân đôi mà. Nó thắng cái thắng luôn rồi. Đội trưởng này dám dẫn cả đội. Không có cơ hội, 5 bông. Em thấy đội trưởng ở đây giống má người ta vậy. Năm bông của em. Ôi, vẫn đang lời nữa. Hai đứa mình đứng kế nhau nữa, có khi hai đứa mình đứng nói chuyện có không? Sao hoài luôn, nó không có chuyện đi. Có nhiều chuyện ghê á. Nó đi, đẩy đứt. Em là con gì vậy? Rồi, em là trái chuối. Và bây giờ, cùng cua bắt đầu. Ông ơi, ông ơi. Trời ơi, luộc chị ở đây. Trời ơi. Trời ơi. Nhìn đi. Rồi, Ủa em đâu rồi? Dạ đi. Đây còn cái gì nữa?
Chạy bằng đường nào lên vậy? Nó chạy bán sống bán chết lên thiệt ghê gì. Trời ơi là trời. Mọi người ơi, con của tôi là con rùa. Một lần nữa em nghĩ đây em có sự can thiệp của hệ thống. Vui quá, hội xuân này vui quá. Ủa em ơi em. Anh mới đầu nghỉ chơi luôn á. Hội xuân này công bằng á. Năm tiếp tục đi bà con. Vô. Quy ơi mợ phải trả năm xu nữa rồi Quy ơi. Mợ ơi, mợ có nghèo khổ, mợ nghèo một mình sao mẹ rủ nghèo chung vậy? Lâm, cho em xin 5 xu đi. Cho em xin 5 xu không, đi em ơi. Lâm, hồi nãy anh đòi chơi với em á. Gì? Cho em xin 5 xu. Không. Đi. Gì? Cho 2 xu cũng được. Nè Lâm đi. Nè Lâm đi. Đó, bỏ rồi, bỏ rồi, bỏ rồi, bỏ rồi. Lâm. Ê, gì vậy? Ngân với Ngọc cũng như nhau. Trời ơi, vất vả lắm mới được bao nhiêu đây bây giờ. Biết có kết cục như thế này, đấu đá làm gì? Thật là vô nghĩa. Em đặt giùm cho Hiếu nha. Yeah. Ủa? Trời. Bao nuôi, bao nuôi. Mình hồi nào em vậy? Có 1 rồi. Dạ đúng rồi. Giờ cho 4 4 nữa. Là 5. Cảm ơn anh Lâm. Cảm ơn anh Lâm. Em muốn tự tin, thu hút. Điểm số luôn nằm ở top đầu. Lần đầu gặp thì anh đã nhìn thấu. Và cũng chẳng cần giấu là hai ta khớp màu. Rồi bây giờ chọn con đi, con gì? Con cua hay là kỳ lân hay là con vịt hay là siêu nhân? Siêu nhân đi. Ủa anh là gì mà anh nói? Nói kệ anh. Nói kệ anh. Cua. Hiếu. Dạ. Hát bài cua cho anh nghe. Anh là anh quản lý của Hiếu. Dạ. Hát một bài. Ủa đang nghe nè, đang nghe nè. Bên nhà người ta nói là đội trưởng quyết định chứ anh đâu có quyền. Ủa? Dạ em mới hỏi như vậy. Anh Giang. Anh là cái gì mà anh quyết định? Ủa em xin lỗi. Dạ. Cứu em đi Hiếu, cứu em đi Hiếu. Sao nãy giờ thả nhiều dấu hiệu quá vậy? Người ta có cái bài cua. Cái bài hát tên là cua. Bài hát tên là cua. Cứu em đi Hiếu. Đối với cua em đi. Vậy em chọn con cua. 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 Rồi. Trời ơi, mình đứng đây bé rồi. Sao con cua của em nó màu hường hường lè vậy? Con cua tôi ngủ nữa rồi. Anh thấy sao con cua em nó chín rồi sao chạy? Không phải. Cua là cua Tasmania. Nói nghe nè, tách Ngọc và Ngân ra đi. Chui hai quá. Đứa đứng nói chuyện với nhau, nó không chịu đi. Trời ơi, cái gì mà ba vòng rồi vẫn kế. Thiệt luôn á. Sẵn sàng chưa? Cua em có răng sứ nha. Giây. Bắt đầu. Cổ Ngọc. Lan Ngọc. Lan Ngọc. Lan Ngọc. Phải lấy. Trời ơi, chót rồi. Lan Ngọc. Phải lấy. Nó chạy vậy hồi nó đó, đó đó. Trời ơi, con cua tôi xem ơi, chót rồi. Đó rồi, Hiếu ơi. Hiếu ơi. Con cua tôi đi núi tà lơn rồi. Dạ ơi, cứu đỡ ơi, cố lên con. Con Ngân, cô Ngân ơi, đi đâu mất tiêu. Cấn lên kìa, cấn lên kìa. Cấn lên kìa, cấn lên kìa. Cấn lên rồi, cấn lên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lật thẻ. Đây là những thẻ số ha. Những thẻ số chúng ta sẽ có những con số. Ai lớn hơn thắng, mời chọn cặp đôi. Lê Dương Bảo Lâm. Thôi Ngọc ơi. Xin mời. Đấu với người nào nhiều thế? Thôi anh em không. Rồi. Bây giờ mình đấu. Trời ơi, chết anh Lâm rồi. Lựa chọn giá trị đi. Lâm bông. Năm bông. Em mọi người có một lượt chơi thôi nha. Không vậy thì ăn ít quá, mỗi lần vậy bỏ vô đây, bỏ vô đây, bỏ. Nhưng mà em được gấp đôi mà. Cho nó nhiều lên chứ. Em được gấp đôi mà. Em gấp đôi là sau khi chơi hết nguyên vòng này luôn đúng đó. Đúng rồi, đúng rồi, thì nên chơi thoải mái đi. Thôi thôi, rồi xong. Rồi, chọn. Đúng rồi đó, cái đó đó em, nó đó. Tôi có thiên lý nhãn.
Đó là con số trên 50 đó. Hey. Ê, nó báo kèo anh ơi. Điểm đây, điểm đây, điểm lại cho. Điểm. Trong mấy phim mà gọi là thân không? Rồi, 25. 25 là trung bình. Rồi, em qua đây mới thắng nhiều hiếm ăn hơn chắc, đó. Ăn chắc, ăn chắc, ăn chắc, ăn chắc, ăn chắc, ăn chắc, ăn. Yeah! Em chỉ ăn tôi thôi. Nước hay trứng? Nước. Lẹ. Nước. Nước. Rồi. Anh là cái bàn phọt mát được tạt vô mặt đúng không? Tạt vô mặt. Làm mồi. Anh là thiệt luôn đó. Anh đàn ông mà đâu phải mà này nọ nọ đâu. Lá Ngọc à, rượu mời không uống, uống trụ phạt à. Uống trụ phạt à. Anh xin lỗi em. Xin lỗi fan của Đăng Ngọc. Đây là cái phần match chương trình chứ Lâm thật sự không muốn. Bây giờ mà tạt nhẹ thì nhà xuất sẽ không họ không mời nữa. Họ nói là chơi không nhiệt tình và đạo đức nghề nghiệp của bạn đâu. Rồi khi mà Lâm tạt mạnh thì fan đọc tôi tấn công, fan nọc nọc gì, fan nọc nọc tôi tấn công, không muốn gì cả. Nhưng mà bây giờ thì con ở nhà cho nên phải chơi nhiệt tình thôi. Lan Ngọc à, rượu mời không uống, uống đùi phạt à. Chị Ngọc ơi, chị còn cơ hội trả thù. Chị nhớ cái cú tạt nước này nha. Đúng rồi. Ừ, con cơ hội trả thù đó. Còn cậu dòng sao? Em đang là đội trưởng. Em đang là đội trưởng. Một cú tiếp. Trời. Trời ơi. Nhớ mãi ly nước này nhớ. Rồi. Cặp tiếp theo. Cặp tiếp theo. Nhanh đúng. Nhanh. Tiếng lọc kia, tiếng lọc kia. Tôi và Hiếu thứ hai. Đó, đúng. Ủa rồi. Đấy hả? Em muốn nhiều, muốn nhiều. Chọn 8 đi, phát đi. 8. Sao gan vậy? À, mình chọn luôn là trứng hay là nước. Em tính trứng đi. Rồi. Mấy trứng? Rồi, 2 trứng. Rồi, sẵn rồi, đây là những con số, hãy chọn một con số. Mời em. Rồi, mình kính lão ra thỏi, mời anh trước ạ. Vậy tôi lấy lá này. Mời. Ủa, tôi đập trước luôn hả? 4 mấy là thấy ngon liền. Ai à? Anh Ngọc. Chưa ai mà chưa chi được luôn. Bọc lên chỗ này. 27. Chuyên tiếng luật. Trời ơi. Anh có từng giảm đau không? Không, anh bị nhiều rồi. Vô. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, xong lỡ ra chết một cái lỗ. 2, 1, hey. 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 Ồ. Ồ. Đau. Quá. Ồ. Đến, 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 đến. Chứng chính nó không dơ thì nó đau. Cái đầu tưởng cái trống trường em không đó. 2, 3, vô. Vậy cái này em đập từ trên xuống được. Dạ, ok, được, được. Em thua mà em muốn làm gì em làm. Rồi, đi. Em, rồi, em xin phép anh lọt nha. 1. Cái trống trường em, mùa hè không nghỉ. 2, 3. Cái trống trường em, mùa hè không nghỉ. Bập. Oh. Trời ơi. Bập. Oh. Trời ơi. Bây giờ tới phiên tôi luôn đi. Anh tôi ấp là không sao em, không sao em. Anh chơi với em là ngon rồi. Bây giờ anh chơi với em quay. Ủa? Ủa? Đây là phần thưởng của Hiếu. Dạ. Mình là tiểu thương. Mình chơi vừa đủ thôi. Em còn dưới đây à. Chọn trứng hay nước? 10 cái. 10 cái. 10 cái hả? Trứng. Đừng. Đừng mà. 10 cái nãy anh mới chơm cũng. Mở 2. Mở 2. 8 đi, 8 đi. 8, 8, 8, 8, 8 thôi. Số 8 lúc nãy anh đập lên số 1 đó. Trời sao, 8. 9 luôn, 9 luôn đi. Rồi, rồi. Chọn trứng nha anh Vinh. Rồi, trứng nước đi. 2 ly nước. Rồi, 2 ly nước. 2 cây. Mời chọn. Mời anh. Chị Ngọc xui lắm, chị Ngọc mới thua. Quy. Em, trời ơi, thì Lý Nhãn chắc chắn ở đây rồi. Em là chùm game show mà. Ờ. Mời anh trước. Không, bên kia đập trước đi, để em đập trước. Bên kia đập trước đi, để em đập trước.
Thua hoài. 19, trời ơi. Thua hoài. 19, trời ơi. 23. 23. 3. 3. 3. Phải cho đội mình thua hoài ta. Có thể cho tôi chịu thằng em tôi một ly được không? Sao vậy? Cửa đâu? Lâm, dịnh chặt cho anh. Dạ. Đừng có nhìn khúc này khủng khiếp lắm Huy ơi. Quay mặt qua kia đi. Anh đứng vô làm chi? Bây giờ không ai giữ tôi thì tôi nhích qua nhích lại vậy nha. Giữ tôi đi. Em hứa. Này đặt đàng hoàng. Nữa là thiệt quay không một ơi. Lần nữa, một lần nữa, đừng đừng em nha. Đặt ừ. Kẹt mũi luôn. Kẹt mũi luôn. Ok. Nhiễm xoan luôn. Quy à, cẩn thận. Xoan, vô xoan anh cho em. Đừng có hề nữa. Gì vậy? Ủa? Ủa Huy? Ủa gì vậy? Em gây thù cho Quang gì với anh hả Huy? Huy, mời anh chơi với em dán này luôn. Chơi đâu, Huy chơi rồi. Chơi rồi. Em mời. Không. Bên đội em 5 người luôn mà, bên anh sẽ có 3 người chơi em nữa. Huy cũng phải vậy. Tôi và anh Giang. Đúng rồi, đội em 5 người lận. Ừ rồi, em 5 người lận. Em lần quyền sau em lại mời Ngô Kiến Quy cho anh. Dạ, đặt bao nhiêu? 5 cái trước đi. Lớn như vậy hả? Nước hay trứng? Rồi, nước hay trứng? Trứng. Một trứng, một nước. Wow. Okay. Để đó tôi, bạn đâu có quyền nữa. Ok. Còn hơn lắm mẹ. Mày cảm giác có một ư. Wow. Ê, tới. Ê, tới. Trời ơi, dạ ơi. Dạ ơi. 1, 2, 3. Ba gì? Ba. À. Wow. Wow. Trời ơi. Cuối cùng cũng ác quá. Mãi thua luôn á. Đây nè. Trời ơi, ác ghê. Trời ơi. Vậy thôi. Từ trên đầu xuống. Ghê dạ. Quá. Cái này là mọi người nói sao thì em làm theo vậy thôi. Thì em làm theo vậy thôi. Gọi đầu là gọi đầu. Gọi cho sạch cái đầu. Rồi. Trời ơi, vợ con đâu thấy cảnh này. Wow. Wow. Chúng tôi còn một người bên đó, cử ai qua chơi với chúng tôi. Rồi, cặp tiếp theo. Em đây, có ai ra thách đấu với em không? Không, chúng tôi bị tự nhiên bị mất chi thức. Cho anh Lâm đi, anh Lâm nhiều lắm. Tụi Lâm con, lên đây Lâm. Mình móc bao nhiêu? Tụi con phía sau mẹ. Rồi, Lâm lên đây. Mười nè. Yeah. Rồi, cầm nữa đi. Từ từ, từ từ. Bao nhiêu trứng, bao nhiêu nước? Em này, hồi nãy có nghe Lâm nói chia sẻ với em rồi, là một thao nước và tất cả trứng. Một thao nước và tất cả trứng. Em 20 trứng, 20 nước. Em 20 trứng, 20 nước. 20 trứng, một thao nước. Không đổ, không đổ trứng. Hết trứng và hết thao nước. Trứng. Đúng rồi. Hết trứng, hết trứng, hết nước. Em theo. Hai người gây thù nha từ khi đầu chương trình đến giờ. Anh Lâm mời anh. Hên xui thôi. Không ai biết gì ở dưới. Rồi. Ê, khoan, ngưng. Em có muốn chị Lan Ngọc hướng dẫn cho em? Đừng, đừng, đừng. Chị Lan Ngọc đừng nói gì tới em nữa hết. Trời ơi, em ơi, cả gia tộc em ơi. Trời ơi, em mà dở ra số 1 chắc anh cười 3 ngày 3 đêm. Anh cười bên kia đi. Chết, em cảm giác cái lá này nó sao á. Đừng có nghĩ vậy, đừng nghĩ vậy. Hãy quan hỷ giống anh.
mới thua đó. Bây giờ anh mở ra trước đi. Ba một giỡn các bạn. Không, anh mở ra trước đi. Em muốn coi. Năm nay là năm của anh. Kỷ tỵ 1989. Hai mươi ba. Ok, 23 rồi. Bớt chứ. To đó. Hồi nãy 25 còn thua em nhớ không? Rồi, số 4. 18 rồi. 18. Máy. Số 18. Sao em hay có một con số như vậy? Đây. Anh chờ hơi lắm. Trời ơi, thế nào? Hồi nãy có hai số, em chờ mất hết số rồi đó. Tám hả? 28. Đây, cầm. Trời ơi. Trời ơi, anh Lâm ơi. Nãy anh nhớ nói không? Năm nay là năm của anh đó. Thời anh kỷ tới rồi. Năm nay là năm của anh. Kỷ tỵ 1989. Trời ơi. Quang quá bao đại nhân ơi. Có nói gì không? Muốn làm gì tùy các người. Rồi, tháo quay lét. Cái này nặng lắm, phải tháo quay lét ra. Anh Lâm, em xin phép. Khoan, chị xin phép. Khoan, chị xin phép. Chị xin phép, chị được ngồi đây và ngắm nhìn. Em xin phép được đặt những cục nghiệp của anh vô đây nha. Sao không đập lên đầu nữa? Đập lên đầu nữa. Đâu? Rồi em. Rồi xuống. Đây chính là nghiệp em gieo. Thì đây là nghiệp em lãnh nè. Mời. Rồi, thằng nhỏ tóc đã hói rồi. Đã tóc đến đỉnh rồi. Trời ơi, hết luôn. Em tuổi quá. Em ơi, sao đập cái hộp da uống vậy? Nhanh đi. Lẹ đi. Ê, có một chiếc hộp gà thúi. Trời, hết trơn hả Lâm? Đập rồi Lâm ơi. Thấy chưa? Gọi đầu luôn rồi. Con thấy chưa? Nghiệp báo là đây. Trời ơi. Nhưng mà thiệt, không đau bằng khi mình bị bắt. Đồng đội mình bên kia thấy nghiệp chưa? Vậy đó. Mọi người hãy nhớ hình ảnh này của anh Lâm. Trời ơi, em dặn anh đừng có chơi dữ quá. Mẹ dạy đồ đừng làm điều ác mà. Em không nghe. Kể từ sau khi những cái game show sau mà anh Lâm tạo nghiệp nữa thì mọi người nhắc lại hình ảnh này giùm em nha. Mọi người chụp lại giùm em luôn. Cô là nghiệp nhiều nhất đó cô. Lỡ rồi cho nó gọi đầu luôn đi chứ. Đạt thao thôi. Không, lẹ đi. Cô lại xem. Đào quá vậy. Như cái đó chính đó. Cái này bằng đá hay sao mà không bể. Rồi, chúng ta thật hay gì vậy. Đập mạnh thì nó không đáp. Chúng mình lật rồi. Trời ơi, tôi ghét mày ghê. Ôi, lắp giác xuống miệng tôi luôn á. Rồi, nước vô, một tháo thôi. Đây, để anh cho, Tôi não hoàng thấy. Đây là lẹ. Anh lên em gọi. Lẹ đi. Ê, lấy cái thùng. Lẹ đi. Ê, lấy cái thùng. Thế đấy, em chúng tôi đã đi như thế đấy. Không còn gặp lại nữa. Không gặp lại nữa. Như vậy là bên này xong nhưng chưa xong đâu. Còn bên này nữa, mời qua đây. Anh ơi, Lâm có chơi nữa được không anh? Được, chơi tiếp.
Bây giờ là trò chơi cuối cùng, hãy chọn cặp đi. Em chơi với ai? Thủy, Ngân, Cai Lệ. Em theo. Rồi, người ở vị trí đánh hãy canh người ta. Người chụp sẽ chụp chai nhỏ là chai 1 kg. Nếu người ta chụp được 10 bông mai, nhưng nếu người ta chụp không được, mình mang về 5 bông mai. Nếu người ta chụp được 2 kg, 15 bông mai trên cái chai 2 kg. Nếu mình đánh người ta chụp được, mình mang về 10 bông mai trên 2 kg. Bao nhiêu lần được chụp anh? Mỗi người một lần chơi, một lần đánh thôi. Một lần chơi, một lần đánh. Chơi, em chơi thiệt. Vô. Anh đi bắt đầu đi. Chết rồi, có điểm mà sao đứt cái dây luôn. Lâm giờ không quan tâm cái tay đâu, Lâm nhắm vô cái đầu thôi. Nhắm vô cái đầu thôi. Ủa anh, từ từ thôi chứ chưa, anh cứ... Ghê quá anh ơi. Em cảm giác em không lấy chai luôn được không? Chứ cái gì mà anh cứ... Em thay nhá thôi. Em nhấp, tôi quýnh, ai biết nhấp. Quýnh là gãy xương, không phải gãy tay. Vô. Em nhấp thì đừng đưa tay vô. Vô. Ngân, vô. Vô. Em, anh là bất chỗ. Em nói kìa. Nói nghe, nói đi em, nói đi cưng. Con bắt em nó trợ quá. Đúng, đúng rồi Ngân à. Đúng rồi Ngân à. Coi chừng nó. Coi chừng. Phải cầm được không anh hay sao? Thế nhưng mà em không cầm. Thế nhưng mà em không cầm. Thế nhưng mà em không cầm. Vô, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Chết ba lại. Thích thì tụi em chiều. Chúng chỗ nào đâu anh Lâm. Thủy Ngân mang về 10 bông mai, bây giờ là lượt đánh. Ủa? Lâm à, hồi nãy là anh thực hiện động tác gì vậy Lâm? Hả? Hả? Anh muốn nói gì vậy mà Lâm? Anh muốn nói gì vậy mà Lâm? Anh còn muốn nữa không? Anh ngon anh lại đây. Anh nhá lại đây. Nhảy. Ê, em đánh, anh đánh giường gì tôi? Ê, em đánh, anh đánh giường gì tôi? Đánh giường gì tôi? Hỏi điên đội cùng rồi. Lấy gì vậy? Nhấp dữ vậy? Ây da. Thắng bại. Anh đâu có cầm được đâu. Ngân được thêm 10 bông mai. Trời ơi, Ngân nhiều nhất luôn á. Trời ơi. Ngân cái quy chiến lược. Vô đây. Trời. Chiến lược và Ngân cái quy. Ủa trời. Cậu đâu đâu, chờ lên. Cái đập nghe nó sợ thiệt đó trời. Đập cái tháo khớp luôn á. Em chỉ anh nè, anh đưa cái đầu vô anh đỡ. Xong anh lấy cái tay anh chụp. Hay ghê cái gì? Hay ghê cái gì? Wow. Không, anh phải đưa cao lên. Vậy đó, đó, được rồi. Phải đưa qua, phải đưa qua đầu mới được. Phải đưa qua đầu mới được. Phải đưa qua đầu mới được. Đúng, đúng, đúng rồi. Như vậy là Nguyễn Quy đánh trúng, Quy được 5 bông mai. Không biết điên, điên. Đưa cái đầu kìa, cái đầu kìa, lực. Cái đầu đưa vô kìa. Không trúng, Quy được thêm 10 bông mai. Yeah. Wow, giỏi vậy. Cái tay nó nhanh ghê luôn. Hay vậy. Tới ai nữa? Theo thứ hai. Em hả? Chị. Yes sir. Hai đặt trước, em đúng không? Em đặt hả? Rồi, vô. Tình nghĩa, chị dù gì cũng là phụ nữ. 3, 2, 1, bắt đầu. Ôi, trời, trời lỗi. Chưa, để đang chặt cái này lại. Hai chiêu trò lắm, hai chiêu trò lắm. Quýnh mạnh lên Hiếu. Quýnh mạnh Hiếu. Hiếu, đưa cái tay lên để chị mới làm. Chị đau, sợ sợ chị quýnh. Chị đau, sợ sợ chị quýnh. Chị quýnh. Non nớt. Mê gái ơi. Non nớt. Em thật sự non nớt. Trời mê gái ơi. Có, đâu quýnh phụ nữ được. Trời ơi, trò chơi. Bắt gì quýnh. Trời ơi, anh gan luôn. Ủa, anh ví dụ thôi, xin lỗi. Lan Ngọc vừa mang về 10 bông mai. Nếu như Hiếu không quýnh phụ nữ được thì hãy để phụ nữ quýnh. Sao lại trơn quá vậy?
Nước của Lâm sao hết trơn vậy? Mệt quá lâu quá. Thấy chưa? Nương với phụ nữ gì? Nãy em quýnh đúng nhẹ luôn. Không, chị nhường em. Ở nhà thì hơn thua với anh em. Ê. Ra đường thì thấy cái. Ra đường thì thấy cái. Ủa sao em không đánh đi Ngọc? Có mùi tình cảm trong đây. Có mùi tình cảm trong đây. Tại sao? Tôi nghĩ là chết rồi, khói cao nhé. Rồi trời ơi. Mới có chơi mấy game mà nảy sinh tình cảm rồi. Vừa rồi Hiếu mang về cho mình 10 bông mai. Dạ. Hợp tác vui vẻ. Yeah. Em với anh chơi với anh hả? Chơi với tôi nè. Đúng rồi. Ôi, còn mẹ già chưa chơi. Ai đánh trước? Anh đánh trước đi. Mà về nhịp đồ chắc anh cũng khủng khiếp dữ lắm. Hê hê. Hê hê. Lên lên hê. Lên lên vậy chị, sao chị lên lên mà hê hê vậy? Chị thử mi rồi nào. Thích mi, chị đang thử mi anh Giang. Hê hê. Thử lại, thử lại coi. Thôi vô cái mỏ. Canh là chiều dai sẽ đổi mà tôi đổi tôi thấy liền. Rồi tôi vừa được 5 bao mai. Ủa sao tới anh đổi lại? Ủa có quyền mà. Nãy giờ đã nói rồi mà. Ai có quyền lấy chai nào chuyện của họ chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Mà nó nặng lắm. Cái này nặng lắm, đi lâu lắm. Ủa rồi sao trời? Chị quýnh chồng hả? Chị quýnh chồng hả? À, ai phải có thời gian ngừng chứ. Hay quá. Cho Vinh với lại Lâm kìa. Rồi Vinh với Lâm. Là anh ra được 15 bông mai đó. Đúng rồi. Nhưng mà nãy giờ anh không có bông nào, tội nghiệp anh lắm. Ờ. Chạy lớn đi Lâm, chạy lớn liều ăn nhiều. Dính rồi, tay dính rồi. Đúng rồi, tay dính rồi. Không thể chối được luôn. Không thể chối được luôn. Rồi, đỡ lượt, đỡ lượt. Vừa rồi là Vinh mang về cho mình 10 bóng mai. Dở quá, tao sao nay chơi dở vậy? Dở quá, tao sao nay chơi dở vậy? Hay vậy? Vinh vừa mang về cho mình thêm 15 bông mai. Hay quá. Ủa, là hết mai luôn rồi đó. Ê, đội mình anh cũng có xu trừ chị luôn á. Thưa quý vị, đây là phần cuối cùng của 7 nụ cười xưa. Phần cuối cùng rồi. Phải đổi. Em còn một cái quyền nữa. Đổi điểm. Không phải đổi điểm. Nếu thua thì đổi. Đổi phần thua cho người khác. Trong trò chơi này còn quyền là quyền đổi cái phần thua. Dạ. Ngọc nếu thua 10 bông mai thì Ngọc sẽ đổi cho người khác. Người khác sẽ gánh giùm 10 bông mai đó. Trời ơi, vậy thì em có cần phải thắng đâu. Giống như là ăn ốc mà người ta đổ vỏ vậy đó. Đúng vậy. Mà đổ vỏ cho Ngọc chỉ có Hiếu thứ hai thôi. Rồi. Tại hồi nãy trong cái kịch kia là có bầu rồi. Em muốn hết giờ hết số rồi, em đừng gấp đôi rồi. Rồi, chọn cặp đấu. Trò chơi chúng ta là trò chơi 3 chữ. Nói đến khi nào có người bị lèo lưỡi, bị chậm nhịp, thua. Ai nói trước, quả tôi xì. Hai. À đây, để có thể hiện. Hỏi. Anh ra cái gì? Cái búa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lại. Để thể hiện lại. Anh ra cái gì? Cái bao. Còn chưa. Trời biết bao nhiêu lần. Là tôi tự hào. Rồi, cụm từ 3 chữ đầu tiên đó chính là 1, 2, 3. Thì em sẽ nói 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hai. Huy thua rồi, Huy còn giọng ngược lại. Đúng anh rồi, anh thua. em thua, em còn quýnh tôi nữa. Liệu. Em liệu. Em liệu cái gì khôn dữ vậy? Ở trò chơi này, đội nào mà có nhiều thành viên thua trong trò chơi đấu kháng này thì đội đó sẽ bị trừ 5 bông cho mỗi người. Ủa là sao? Em thua, nó thua mà nó quýnh tôi. Trời ơi, vậy vậy? Tôi ịnh lại em đó. Ủa là sao? Ủa sao có cái này nữa? Trời ơi, Lan Ngọc nó bỏ vô thêm. Lan Ngọc nó tố thêm.
Rồi, cặp tiếp theo. Lấy hộ đi. Em rơi lại dòng, em rơi lại dòng. Ủa? Cặp tiếp theo. Ủa? Anh đi quay mà sao anh make up đậm vậy? Vô đây chị với em. Ủa là mỗi thành viên bị luôn hả? Em hả? Rồi, chuẩn bị. Cái này có nước nè, đây chị lấy cái đen cho. Đen phải gì? Thôi, em lấy cái này cho. Em đủ đen rồi, chị trắng hay cho chung quà. Đây em hai cái luôn cũng được. Chị quýnh em chết luôn á. Chuẩn bị. Quả tôi xì. Để im. 1, 2, 3. Hey, cứu tôi, tôi dầu dụng quá, cứu tôi với. Ba. Thôi, anh quýnh vô cái bao của em vậy? Quýnh vô cái bao của em. Thôi vô cái bao gì đâu. Quýnh vô cái bao gì vậy? Ai nói trước? Thiệu nói trước. Rồi, chim chích chòe. Chim chích chòe. Chim chích. Thiệu nói kịp. Ủa? Ủa? Đẹp vậy anh? Mình make up chung chỗ hả? Ê, phấn nụ hả? Quả tôi xì. Chết rồi, ghê quá. Này khó lắm. Ghê lắm. Gãy cái mũi luôn á. Lam thua chắc, Lam thua chắc. Sao vậy anh? Cái nhịp em không mạnh. Em đang bị muốn sớm bệnh về nước mua đầu rồi. Quả tôi xì. 1, 2, 3. Thắng quyết định. Trời, cái đầu. Đương nhiên là thua nói trước rồi. Rồi, Lam nói trước. Chí. Bạn một bạn tên là Chí. Chí chỉ chở. Chết. Nói đi. Chí. Chị. Rồi. Chị. Chị chỉ chỏ. Chị chỉ chỏ. Thua toàn tập. Ủa, bài. Có anh em, có anh em. Cái này em đọc cho. Hả? Anh Vinh. Từ từ. Anh Vinh chứ. Anh Vinh kìa. Anh Vinh. Em ra gì? Em ra cái kéo. Em ra kéo ư? Kéo. 1, 2. Rồi, ok. Làm trước đúng không? Ai nói trước? Em lựa một câu nào hợp với anh Giang. Anh Giang ngược Quảng Nam. Em nghĩ là câu cửa cọt kẹt. Cửa. Cửa cọt kẹt. Cửa cọt. Rồi, kẹt. Rồi. Kẹt. Xong rồi. Trời ơi, trời ơi. Trời hay quá, mẹ già gửi danh dự gia đình rồi. Mình thua ê chề. Ủa, mình ba người thua rồi đó hả? Dạ. Lan Ngọc và Lê Dương Bảo Lâm. Thôi giờ đầu em bị sốt rồi. Em bị sốt rồi. Cho nhỏ đi em. Vô. Anh quét cái gì cho em. Quả tôi xì đi. Thôi từ từ, quả tôi xì. Dữ vậy. Trời ơi, tán một cái chắc chị Ngọc bay dính nách tường luôn. Một. Em ra cái gì? Em ra cái bao. Anh ra cái kéo. 1, 2, 3. Ủa? Đồ tôi. Ai nói trước? Có ai đâu quệ. 1, 2. Rồi, ai nói trước? Em. Trời. Nói trước đi. Từ gì? Cái trò chơi này trước sau nó không quan trọng đâu. Khoan, em cần đi, em cần đi bàn trước. Rồi. Ồ, đi bàn nữa. Quạ, quang quát. Quạ. Quang. Quát. Quạ. Quang. Quát. Quạ. 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 Quá. Chị một cái. Đây. Ủa quê chơi mỗi lần em liệu là em quýnh ra luôn vậy. Em bị liệu. Ôi giờ đây. Trời ơi sao lại đây. Trời ơi này vậy chơi thua hoài vậy. Trời ơi. Là tại có anh. Anh bị liệu. Anh đâu có thua đâu. Anh bị liệu. Dòng này thôi. Đâu nãy cũng thắng mà. Nói chung là. Nói chung là đồ của mình là thua. Cho nên mỗi người bị trừ 5 mai vàng. Trời ơi. Hít thở vô, hít thở vô, hít thở vô. Tết nhất ăn nhiều quá rồi dẫn người nó nặng nề quá. Bà Thu. Ông căng căng cái lưng không? Căng cái lưng không? Trời ơi. Ôi trời đau cái lưng. Ôi trời ơi.
Ủa, cứ tập mấy cái bài này hoài không thấy chán thì sao? Cha Henry thì mới sáng sớm mà đi đâu rồi lâu cũng gục gì về cha? Mới đi tậu này về đây. Ủa, cái này cái loa. Loa kẹo kéo hả? Ê, ở đây mỗi loa kẹo kéo là chuyện lão người ta không cho đâu. Không có ai biết hết trơn á. Đây, mình lấy này mình che lại. Nhạc coi như nhạc bên ngoài nó bật vô. Mà ông sắm cái này về làm cái gì? Mình tập thể dục mình phải có nhạc cho nó trẻ ra. Bây giờ người ta nghe cái nhạc này không nè. Nghe quá sung sung à. Không lẽ này tập vậy nó kỳ lắm. Cái gì vậy? Trời nhạc đi. Ủa? Hai ông bà làm theo thôi. Dạ. Mới học được mấy cái động tác nó khiến cho cơ thể mình nó sung sức trở lại. Mình để hai đầu gối xuống nè. Để hai đầu gối xuống nè. Trống xuống. Trống xuống. Rồi 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 để dậy dậy. Ông xuống lại xuống lại. Rồi rồi. Rồi tập trung nè. Rồi. Hết là mình phải đưa lên đúng không? Đúng. Đưa lên đúng không? Đúng. Rồi thôi. Thôi. Xuống. Đi qua bên kia đi. À quay vậy đi, quay vậy đi. À đó. Biết đâu. Xuống là mình quăng cái lưng xuống. À. Đó. Lên. Đó. Xong mình đưa tên người tới trước nè. Ủa là mình làm chậm chạp vậy hả? Đúng, nó mới giãn đi, mới là khởi động thôi. Cha này cho cái nghiên cứu cái môn gì kỳ của bà. Cái này nó tốt cho cái cơ lưng mình lắm. Làm theo tôi nè. Nhổng lên nè. À. Ông đó thì tôi thấy trên mai đứa tập đó. Có nhạc khác, chỉnh nhạc khác cái nhịp nhạc này mà tùm tùm và tùm và tùm. Ê, tôi thấy tập này vui nha. Sôi động, bà, sôi động. Nè, ở trên tảng này nè. Tôi rồi, vô. Cái này dễ mà. Nó phải vô động tác. Rồi, 2, 3. Nè, để cơ đùi đó. Phải nè, trái nè. Gì vậy? Phải nè, trái. Ơi sao mà tôi dừng lại không được vậy ông ơi? Ông ơi đứng lên gì vậy? Sao nó làm như nó bị chết trời cái ơi chết tắm cái này tắm cái này đó. Chú Xuân hả? Cô Thu, chú Hạ, trời ơi, mọi người ăn chơi ở đây à? Chơi gì? Không thể tin được, không thể tưởng tượng được. Đây là viện dưỡng lão mà. Không, ấy là cái động tác mà giãn cái cơ đùi với lại tập cái cơ hông cho nó mạnh để mình đi đứng không bị sụp cái này là cái gì thoát gì đó. Cái đĩa đệm. Thoát đĩa đệm. Quy định của ở đây là tất cả mọi thứ phải nhẹ nhàng. Đây cho chú ơi. Con còn trẻ con chưa biết quý sức khỏe. Hồi xưa chú cũng như con vậy. Chú thấy mấy người tập chú nói là kỳ. Nhưng mà không, nó đúng là giãn xương cốt. Nè, ví dụ làm thế nè. Ra phía trước. Con làm được luôn á. Ra phía sau. Tại là tại vì không có nhạc. Đúng không? Ngồi xuống. Cho nó hiểu được. Sau này nó khỏi không tiếc. Tao thử nhạc coi. Tôi tập cái này tôi khoái nha. Đó, đây, nhìn chú nè. À, trước, sau. Sau, trước, sau. Cái gì? Mình có gì không vậy? Đó, thấy không? Ok không? Ok rồi, nghỉ ngơi. Ê, tôi tập này tôi thấy tôi trẻ ra ông ơi. Thì phải có nhạc này kia cho nó vui thôi. Vui á. Mày làm cái gì mà mày khó quá. Không phải, nhưng mà như vậy ảnh hưởng người ta với lại mấy khu khác. Mà lỡ người ta quay phim chụp hình cái là chết con. Thôi, vậy cất. Đừng làm khó nó tội nghiệp. Trời ơi, bây giờ nhân sự trong viện dưỡng lão thay đổi liên tục. Rồi, biết rồi. Con rất là mệt. Không phải đơn giản mà con có chức bảo vệ ở đây đâu. Cho nên mấy con mấy chú thương con giùm đi. Rồi tao ngụy trang vậy nha. Đó. Vậy là đâu ai biết cái là cái gì. Đúng không? Buổi sáng là tao ra tao tập xíu thôi. Nhưng mà mở nhạc nhỏ thôi. Rồi ok thôi. Bây giờ thương con nha. Vô phòng từng người mở nhạc riêng rồi từng người tập. Ủa? Một nhóm người vô một phòng mà tập chứ đó nguy hiểm. Chú ít lì xì con, ít uống cà phê. Quá trời muốn tập. Chú hay tiền bạc quá. Bữa nay là mùng 9 Tết rồi, chắc mấy ông bà cũng chưa xuất hiện lại đâu hả? Cũng về quê hết rồi. Trời ơi, chưa xuất hiện vậy chứ, coi camera hoài à. Vậy hả? Ủa, nãy con nói là thay đổi nhân sự là thay đổi gì? Hả? Không biết gì hết hả? Dù gì? Điều dưỡng trưởng là bữa nay đi rồi. Gì? Phương hả? Phương. Con đi. Nuôi bà này hả? Bé Phương, con nuôi của cô Thu nè. Nè. Ờ, Phương. Ủa? Đi đâu vậy? Ba Thu. Ủa? Ủa ta má mới nghe Đông nó nói là con bị điều đi là sao? Dạ con được điều qua khu B để làm tổ trưởng bên khu đó đó má. Không. Ủa gì vậy? Không có đi đâu hết trơn rồi á.
Trời ơi, ê, làm tổ trưởng là bây giờ là con lên chức á hả? Lên dạ. Chức, lên lương. Sao con ham mê chức quyền quá vậy? Không, má không chịu, má không chịu. Sao vậy má? Tôi không chịu. Bao nhiêu năm nay tôi vô đây là một mình Phương nó chăm sóc cho tôi. Bây giờ đổi người khác lạ hơi lạ chỗ, tôi không chịu. Không phải, nhưng ý của viện trưởng, Phương nó làm tốt, viện trưởng đều đi lên. Đúng rồi. Lương từ 25 mà bây giờ 40-50 triệu rồi. Trời ơi, có lo cuộc sống, lo con cái người ta nữa. Con đi là phải có người mới về thay thế. Nghe nói là người mới là về luôn rồi. Về luôn rồi. Bây giờ nếu như mà cô Thu không chịu là người mới bị đuổi đi nữa. Thấy chưa, mỗi người có trong có chuyện. Chứ mà sao mình mà ép họ phải ở với mình suốt đời được. Con cái nó còn không ở với mình đây nữa mà. Nếu nó ở với mình mất bởi vì mình vô đây. Nhưng mà lỡ như cái người đó không có hiểu má bằng con thì sao? Trời không ơi trời, mà không hiểu được má. Bạn mới về á là ở nước ngoài. Bạn đó... lỡ như người ta không thương má bằng con thì sao? Còn thương má nè, mấy bạn đó cũng sẽ thương má y chang con vậy đó. Bây giờ vậy nè, tại vì Phương làm tốt, Phương chăm sóc mọi người tốt, lúc nào cô Thu cũng đánh giá cho Phương 5 sao, cho nên Phương được lên chức. Sau này thích đứa nào đánh nó 1 sao hết ở lại đây luôn. Trời ơi, cha ác ghê nha. Vậy là lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi. Má ơi, con biết là má thương con. Con ở đây con cũng thương má. Con thương mấy cô chú y như là người nhà của con vậy đó. Nên á, mấy cô chú nè, hay là má có chuyện gì á kiếm con là con có mặt liền à. Mai mốt bà ngủ trong phòng bà, mà bà lỡ bà đột quỵ bà gọi cho nó. Ông này tào lao thiệt sự. Không phải thì vô đây mỗi người mỗi bệnh mà. Cô cũng tăng xong lên máu hoài, thì có chuyện gì cô gọi bé Phương nó chạy qua là đem cô đi là vừa rồi. Ai này cái miệng mày bé. Má yên tâm đi, con ngày nào cũng sẽ điện thoại nhắc má uống thuốc hết. Không có để má có chuyện gì đâu. Rồi chừng nào con đi? Dạ, dạ xe tới rồi. Ê sao mà nói chuyện mà đầu năm mà nói chuyện gì? Chừng nào con đi, xe tới rồi. Đây cô Phương, đây tôi cầm cho cô Phương. Chừng nào đi làm rồi xe tới rước chưa con cho nó. Dạ con thưa má với lại thưa mấy chú, con đi qua bên khu B. Có gì mọi người cần con thì gọi cho con nha. Con đi đi nhớ. Xe chờ ngoài đó má. Dạ thưa chú con đi. Ờ đi, đi con. Đi nha, đi khỏe mạnh đi con. Phương hết hả? Trời ơi, tôi ai thấy cũng được mà. Miễn có người hả đo huyết áp, rồi có người chích thuốc. Đúng tôi rồi. Đâu có mẹ con gì như bà. Bây giờ tập nữa không? Hay sao? Vỡ nhạc lên xíu. Mệt, mới mệt. Tiền nữa rồi. Nó mới uống đi, mệt quá. Còn đối với tôi là không có ai mà thay thế Phương được hết trơn trọi á. Bà bắt cười quá. Công chuyện thì cứ ai nấy làm chứ. Ờ, đứa nào đây? Dạ, con chào, chào cô chú. Ơi. Dạ. À. Mới á. À. Gì vậy? Sao? Chắc là mới đó. Dạ cô chú ơi, con xin phép con giới thiệu là con là nhân viên điều dưỡng mới ở đây. À, và chú, sẽ chú. Chăm sóc cho cô chú. Chú là chú Trân. À, đây dạ. Là ông Henry. Henry. Đây là bà cô Thu. Dạ con biết mà, con vô đây là nắm được thông tin của mọi người hết trơn rồi. To miss you. Dạ, nãy chung cô chú. Nó tuổi con cháu. Thì con cháu mình qua mình chào lịch sự. À, con tên gì? Dạ con giới thiệu với lại cô chú, con tên là Jessica. Gì? Jessica. Dạ không, tên của con hơi khó đọc một xíu, tên là Jessica. Cái gì? Người Việt Nam mà đặt lấy tên nước ngoài. Dạ con xin lỗi cô, tại con đi học ở bên đó về mà quen cái tên đó luôn rồi, nên thành ra là vô đây với lại bệnh viện của mình cũng là 5 sao á. Tại hôm nay con cũng mới nhận việc á từ chị Phương, nên thành ra con cũng còn bỡ ngỡ, có gì cô chú giúp đỡ cho con nha. Cứ rồi chú, cứ nói với chú là được hết. Dạ chú Henry. Ủa công việc của mình tại sao phải cần giúp đỡ ta? Mình tới mình tiếp quản một cái nơi nào đó thì hồ sơ của từng người phải biết nắm chứ, mà giúp đỡ là giúp đỡ gì? Ý là
mình có triệu chứng gì mình nói rõ cho con cháu nó cái hiểu. Cái bệnh lý hồ sơ là phải nắm chứ, mắc gì phải giúp đỡ. Dạ giúp dạ, gì? Không sao, không sao, sao dạ, không sao. Bà dạ, này cô Thu. Không sao, không sao đâu chú. Dạ con biết là trong hồ sơ này cô Thu thì có là thần kinh không có tốt nên thành ra là cô. Đúng rồi. À, con xin lỗi cô Thu ơi. Mới lần đầu tiên vô đây còn bỡ ngỡ quá, chưa biết gì hết. À, cô Thu giúp đỡ cho con nha. Giúp đỡ gì? Thôi bà cũng vừa thôi, bà con bé nó hiền lành nó xinh đẹp như vậy mà sao bà ăn hiếp quá. Dạ vậy chú ơi, dạ hai chú tới giờ đi chích rồi. Mừng Tết đến Vạn Long đến nhà nhà cánh mai vàng cánh hồng cơ. Con mời cô Thu đi nha. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang đông lại đón Tết sang. Trời ơi cô đây, chú. Giới thiệu dạ. Đây giới thiệu Jessica. Đây là bé Tuyết mà là chuyên bán hàng trên mạng á. Mấy chú là ở đây là không đi đứng ra ngoài nhiều được, cho nên đặt là đem tới. Tại vì cũng quen với ba Đông bảo vệ cho nên cũng hay cho vô ra. Trời ơi, vậy mai mốt dạ. Cô chú có gì á cứ nhờ con làm được hết. Ủa vậy hả? Dạ. Cô chú có chưa có quà Tết cho cô chú nè. Chứ còn... Ôi đã quá gì nè. Cô chú đâu cô chú? Ôi cô khoái này nha. Ý cái này đồ ngọt không ha? Đậu phộng. Trời ơi, xì nách của chú nè, hôm bữa nói hôm nay con đưa vào đây của chú nè. Khoan, nước ngọt đồ. Nước ngọt. Đây, nước ngọt. Nước ngọt, trời ơi. Không phải nước ngọt đâu. Wow, xì luôn nè. Wow, nhiều lời quá quá. Năm mới phát tài phát lộc nha. Đây, để con làm cho cô Thu nha. Đây, trời ơi, bé dễ thương. Thôi để làm cho, để nó sắp xếp đi, đem vô sắp xếp đi con. Mở tiệc tưng bừng nè, thôi. Nè con. Dạ. Con không cần làm tiếc, bên đây có bé Jessica đã làm cho. Chị ra làm cho em đi. Để bé cho cả nó dọn ra. Để con làm cho cô rồi. Nha. Chị Tuyết chị đi với em đây. Hả? Nó vô dọn dẹp đó. Chị ơi, chị ơi, sao mà chị mang mấy cái này vô vậy? Ủa, ở bên phòng ngoài người ta có kiểm tra chưa? Mà kiểm tra hết rồi, đâu có sao đâu chị. Em đâu có bỏ gì trong đây đâu. Ở đây bánh trời kẹo ơi, hả? Bánh kẹo ở đây là nghiêm cấm. Ủa, người lớn tuổi là không được ăn. Được, em đem vô ngoài. Cái này là cô Thu cô bị tụt ác, phải cho cô ăn đồ ngọt để cô lên tăng chị thông cảm nhìn cho em. Cô Thu á là phần đường của cổ rất là cao, ăn mấy cái này vô là chắc chắn cô bị tiểu đường liền. Chị thông cảm giùm cho em đi, đừng có làm khó em ngày đầu tiên của em á. Chị ca em nói chị ca nghe nè, cái này là em phải đặt từ Châu Đốc về. Còn cái này á chú Hạ chú order em lâu lắm rồi, trời xin dữ lắm mới cho vô được chai này đó. Dạ cô chú ơi, từ từ chú giải quyết cho. Nè trời ơi, ủa là sao vậy chưa là có mình con mới đem vô được cho chú rồi nè của cô. Không dạ nghe. Để con giải quyết cho cô Thu nha. Gì vậy? Ủa sao mà tôi ăn mà cứ lấy hoài là sao vậy? Em xin đọc lại cho chị nha. Ở đây á là mình sẽ chuyên dùng là chỉ có rau nè, rồi các loại hạt nè. Đó, rồi xong rồi mình bổ sung những thực phẩm đỏ, cam để mà chống ung thư đột quỵ dành cho người lớn tuổi á. Còn cái thực phẩm này, em xin phép. Ôi, em đem chị, đi ạ. Chị, nó nghe, nè. Trời ơi. Gì vậy chú? Sao vậy? Con bé này nó mới về. Chưa làm quen nó mà mày đem đồ vô, mày bán hà rầm thì sao nó chịu? Cái này con đâu có bán. Bán là phải lấy tiền, cái này con đâu có bán, con tặng mà. Ở đây người ta có quy định. Ủa là bây giờ mới gửi tiền cho chú bảo vệ xong mày cho tiền Đông nữa hả? Ừ. Ủa là bây lần giờ lần nào chú cũng phải cho ổng tiền thằng mà. Thằng đó nó lấy hai ba đầu, lấy đầu bên đây nữa nè. Ủa rồi khi nào tôi được ăn cái đó? Cô chú đợi con một xíu nha. Con đi ra ngoài á, mình hỏi bác sĩ trưởng khoa. Rồi xong rồi con sẽ vô đây con cho cô chú ăn ha. Nè, cô kia. Cô biết là nếu hỏi bác sĩ trưởng khoa là chắc chắn bác sĩ sẽ không cho tụi tôi ăn mà. Chị ca, em nói chị ca nghe. Thật ra em đem vô đây rất nhiều lần rồi, cô chú ăn không bị sao hết. Chú Đông. Hả? Sao á? Trời ơi, tôi nói em có người lạ bên đó. Cho có 70-80 ngàn mà tôi bị đủ việc tôi đó trời. Nè, mấy cô điều dưỡng là có quyền la bảo vệ. Mà khi mà con không ấy đồ ăn đó, nó la thằng này tới nơi bây giờ. Ủa, điều dưỡng mới về rồi hả? Đúng rồi. Đó. Trời ơi chết tôi rồi, có điều dưỡng ở đây mà cô đem đồ ăn thức uống vô vậy, thiệt tình luôn. Xin lỗi, anh bảo vệ. Có biết đâu. Tôi mời anh qua đây. À là tôi. Ủa, chết, bình thường con xong, đem vô đâu xong, có sao xong. Cho hỏi á, là sao anh cho người ta đem đồ bậy bạ đi vô đây vậy? À, thật ra là hiểu lầm cô ạ. Hiểu lầm? Những cái đồ ăn thức uống ở đây là quà của Tuyết đó. Nói gần nói xa chẳng qua nói thẳng. Cô Tuyết với lại chú Xuân là có một cái mối tình cảm. Cô Tuyết với chú Xuân có mối tình cảm gì vậy? Mày bị điên hả mày? Chú nhận nhìn con lại chú. Con một sao nữa con đủ việc chú ơi. Xin phép là anh tên gì vậy? Tôi sẽ ghi vô đây rồi báo cáo lên cấp trên. Anh đừng có giấu. Chắc tao cho mày ăn dép quá. Tao đang tuổi ông nội mà như mày. Thôi mọi người trật tự đi.
cô chú làm ơn ngồi xuống đó giùm con để con giải quyết cái sự việc này. Con thấy là không có ổn một tí thôi, nào thôi. Chú chú đại diện mấy cô ông bà đây cho xin lỗi con, là tại vì trước khi mà con tới là bé Phương nó cũng thương cô chú quá, nhiều khi nhắm mắt làm ngơ. Rồi thằng Đông cũng coi như con cháu nên cũng nhắm rất là ngơ. Ở đây con nói là chú biết bệnh hoạn chú rồi, thôi tụi chú cũng nghe lời, thôi con cũng đừng trách gì thằng Đông. Đông này cũng là thương thôi. À, thì ra anh tên Đông hả? Không, tôi đầy đủ họ tên là Lạnh Không Đông. Được. Tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Kìa cô. Kìa cô. Sự kêu cô bằng cô rồi nha. Tôi là thằng Đông năm đó. Ủa, quen đây hả? Là cô Du, ngày xưa là lớp phó kỷ luật, học chung trường với con. À, đây là cái người mà ghi tên con nhiều nhất. Bây giờ cũng ghi kìa. Bây giờ lại là người ghi tên con nữa. Trời, anh làm sai thì tôi phải ghi. Tự nhiên đem mét với cô chú làm sao? Cô mời cô chú vào trong. À, ổn lại. Có chuyện đó đâu, con xin phép. Bây giờ hai chú phải đi chích ngừa. Chị Tuyết là một cái thành viên không có trách nhiệm ở trong này. Xin mời em chị. Thấy chị nói đúng. Lệ Du, nếu như tôi mời cô Tuyết ở đây, cái người mà có khả năng đó là bảo vệ, mời cô Tuyết đi ra. Con xin phép. Nếu như mà quà lúc nãy con tặng mà con không được lấy, con xin phép con ăn về nha cô chú. Trời ơi, cái chai đó để lại cho chú. Ôi, cái đó ngon lắm ơi. Con ơi, con xin mời cô chú. Mình rồi để tôi lên trên phòng y tế tôi đợi sẵn. Đi. Còn mấy cái chuyện mà 10 năm tình cũ thì mình không có can thiệp được đâu. Tưởng đâu được, uống cái chai rượu. Học uống nhất trường. Trời ơi. Lệ Du. Nè, cô xóa tên tôi được không? Tôi nói cho anh biết nha, vì tôi làm điều dưỡng nên tôi mới phải nhẹ nhàng với anh đó. Công việc của anh là cái gì? Bảo vệ. Vậy tại sao không làm tròn trách nhiệm của mình? Tôi tròn rồi. Tròn như thế nào? Anh cho người lạ đi vô đây rồi cho ăn uống đem quà cáp gì cho vô đây. Thật ra Tuyết không phải là người lạ cô à. Tuyết là người quen của tất cả mọi người ở đây. Tại vì cô mới về cô không biết thôi. Cô không biết gì cả, cô chỉ biết ghi tên tôi không à. Cô xóa tên giùm tôi đi. Tôi thông báo cho cô một tin quan trọng. Chỉ cần đánh thêm một sao nữa thôi là tôi bị đuổi việc. Ngày xưa tôi bị đuổi học là vì cô. Đừng có để là tôi bị đuổi việc. Cũng vì cô. Đây là phần cuối chương trình của chúng tôi rất tự hào, anh em tôi kết hợp tới đâu là tan nát tới đó. Trải nghiệm quá mới lạ, tuyệt vời. Cảm ơn anh đã qua đội bên kia. Bây giờ chúng ta sẽ bị người ta hòa sĩ lên khuôn mặt của mình. Quan trọng là mỗi người hòa bao nhiêu nét thôi. Là một nét đi từ đầu tới chân sao anh? Không, có mặt thôi, có mặt thôi. Vinh nhớ nãy anh Giang lại chỉ anh bị đổ nước sao không? Em mời anh xử anh Giang. Em chỉ một nét cho anh Giang thôi mà nhét vô răng. Ok. Lại đây Hiếu. Dạ. Sao cái này thang che? Đừng vô mắt thôi à. Đừng có để vô mắt cho nên em nhắm mắt lại đi. Dạ. 1. Anh chỉ lắm cưng. Đó. Đó là một nét hả anh? Một nét. Trời ơi, hết mặt. Hai. Ba, nhắm mắt lại cho cưng. Bốn. Anh bầu hết luôn đi. Năm. Rồi, đủ rồi. Được rồi, năm cái thôi, được rồi. Rồi. Khoan, xin phép ngôi kiến huy là dành cho em. Rồi, vô. Mở hai. Hả?
ẩn á, ẩn á. Lê Dương Bảo Lâm. Mình quay vô trong đi. Là kính đúng không? Đúng rồi, mình coi kính áo thôi chứ để người ta thấy nó kỳ lắm. Vẽ tranh sơn dầu hay gì vậy? Điều diễn viên hay họa sĩ? Ok. Xong chưa? Xong rồi. Xong rồi. Ủa là nãy một mấy đủ người rồi đó, đủ rồi đó, đủ rồi đó. Ngân có muốn vẽ gì thêm không? Không, em thấy ok. Ngân là thấy vậy là được rồi. Ok chưa? Ok, tuyệt vời. Em muốn khán giả đếm, em muốn quay lại. Khán giả đếm giùm em đi ạ. Rồi, tới tôi. Ủa? Rồi, tới tôi. Trời ơi, dạ. Đâu, anh nói mắc cười nè. Sao em bị phạt từ đầu đến cuối vậy? Răng đen. Răng đen. Nhuộm răng, tục nhuộm răng. Tính ra là mẹ bị ngộ độc đoạn này nè. Mày có chết không? Không, cái này than tre mà. Nhấp nháp à? Ăn được cái này, ăn được cái này, ăn được. Nhiều tóc cho răng nè. Chỉ mắc ói thôi. Nhiều cái ói hơn còn nuốt được. Quay anh vô trong, quay trong. Một. Vậy là từng hình mà từng. Hai, ba. Đội chua. Đội chua. Bây giờ vậy. Bây giờ vậy. Nó cười lắm, ghê quá. Nó cười lắm mẹ ơi. Bây giờ vậy. Đội thua. Xuống bưng cái thảm đỏ lên đây cho tôi. À, bưng thảm đỏ. Ủa, là một kiếp cu ly luôn hả? Thua mà, muốn làm gì cũng được. Thua. Để trải từ cái đèn trải lên đây. Ok chưa? Người thắng cuộc cá nhân là Lê Huỳnh Thúy Ngân. Hay quá. Và đây là phần thưởng của Lê Huỳnh Thúy Ngân. Thiệt là đã luôn. Trời ơi, như vậy có đẹp hả? Đây là một chiếc nhẫn bằng vàng thật sự, nhưng bây giờ thiếu người tặng. Rồi tự đeo đi cưng. Tự đeo thì nó có đẹp không? Không có đẹp chứ. May mắn lắm, có ba giây để đẹp thôi. Một, hai, ba. Đeo vô cái may mắn tới liền nè. Phép thuật nè. Một, đeo vô, đeo vô. Một, hai, ba. Chúc mừng. Có ý kiến gì không? Ngày mai. May mắn. May mắn. Năm này may. May mắn lắm. May mùa xuân. Rồi đó một lời với quý khán giả đầu năm đi. Hãy cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương và ủng hộ cho chương trình của tụi em. Và cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương anh chị em nghệ sĩ của tụi em. Để có được những cái mùa làm bảy nụ cười xuân gửi đến cho mọi người nhiều tiếng cười. Hy vọng là những mùa sau nữa mọi người sẽ càng ủng hộ cho tụi em. Happy New Year. Đây là một trong những số đầu tiên của bảy nụ cười xuân mùa thứ bảy trở lại, với sự góp mặt và tạo được nhiều tiếng cười từ các đêm đến hai một đêm gồm có Lê Dương Bảo Lâm, Hiếu Thứ Hai và Ngô Kiến Bắc. Cảm ơn các bạn đã đến đây những ngày đầu xuân và nhân dịp năm mới xuân về. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã cho bảy nụ cười xuân có một cơ hội gặp lại quý vị lần thứ bảy. Bảy mùa rơi qua và mùa này chúng tôi có mùa hội ngộ, hội ngộ các anh em với nhau mang lại nhiều tiếng cười và mang lại những lời chúc đầu xuân. Một lần nữa nhân dịp xuân về, anh em chúng tôi xin
chúc mừng năm mới và chúc quý vị khán giả an khang thịnh vượng. Và thưa quý vị thân mến, xin hãy nhớ chương trình chúng tôi là 7 nụ cười xuân mùa thứ bảy. Hẹn quý vị tuần sau vào lúc 20 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Tuần sau chúng tôi sẽ trở lại với một tập cũng nhiều tiếng cười nữa. Mong quý vị luôn yêu thương và ủng hộ chương trình chúng tôi. Chương trình của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn tuần sau với chương trình 7 nụ cười xuân. Và đây đó là nghệ sĩ Minh Dự. Chưa nha, chứ còn chưa được nha. Cá hô. Vô. Ai vậy? Hay ta. Hay quá. Quá đáng chết. Ủa sao như vậy? Sao ta? Này ta gọi là quả báo trả tiền.